Với thời gian bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời lâu hơn, kem chống nắng vật lý có vẻ như đang chiếm được cảm tình của nhiều người tiêu dùng. Nếu là một tín đồ của dòng kem chống nắng này thì hãy tham khảo ngay top 10 sản phẩm kem chống nắng vật lý tốt nhất hiện nay mà bạn nhất định không nên bỏ qua. Sự khác nhau giữa kem chống nắng vật lý và hóa học để có thể lựa chọn được sản phẩm kem chống nắng phù hợp người dùng nên phân biệt được các đặc trưng. Ưu và nhược điểm giữa kem chống nắng vật lý và hóa học. Kem chống nắng vật lý. Kem chống nắng vật lý mang đến độ an toàn cho da nhờ thành phần khoáng chất gồm titanium dioxide và zinc oxide. Dòng kem chống nắng này có khả năng tạo một lớp màng chắn bảo vệ, loại bỏ và phản xạ các tia UV khi chúng chiếu trực tiếp lên da của bạn. Kem chống nắng vật lý có ưu điểm chống nắng tức thì nên bạn sẽ không mất thời gian chờ đợi mà có thể sử dụng ngay sau khi sử dụng. Đặc biệt với thành phần chủ yếu gồm các khoáng chất nên kem chống nắng vật lý có khả năng làm dịu da khi tiếp xúc ánh nắng gay gắt và ít gây kích ứng cho da. Tuy nhiên, chính vì độ an toàn cao nên kem chống nắng vật lý có khả năng bảo vệ da thấp hơn. Đồng thời, nếu làn da của bạn thường xuyên tiết nhiều dầu và mồ hôi sẽ làm cho kem dễ bị trôi và phải bôi thêm một lớp kem mới. Kem chống nắng hóa học. Kem chống nắng hóa học có khả năng thay đổi các tia từ ngoại và giải phóng ra khỏi da do chứa các hợp chất hữu cơ như oxybenzol, octinoxate, octisalate và avobenzol. Cơ chế hoạt động của kem chống nắng hóa học được gọi là chất hấp thụ hóa học. Chính vì vậy, kem chống nắng hóa học mang đến khả năng che phủ và bảo vệ cao hơn. Tuy có khả năng bảo vệ da tốt hơn nhưng kem chống nắng hóa học cần có thời gian thẩm thấu nên bạn phải đảm bảo bôi kem chống nắng tối thiểu 20 phút trước khi ra đường. Bên cạnh đó, một số thành phần có trong kem chống nắng hóa học có thể gây tổn thương, kích ứng và lão hóa da. Top 10 kem chống nắng vật không nên bỏ qua với những ưu điểm mà kem chống nắng vật lý mang lại. Dưới đây sẽ là top 10 sản phẩm bạn không nên bỏ qua. Alba Botanica Sensitive Mineral Sunscreen SPF 30. Đây là một trong những thương hiệu kem chống nắng đến từ Mỹ được các bạn gái yêu thích hiện nay. Sản phẩm được thiết kế với dạng kem cùng các thành phần khoáng chất rất phù hợp với những bạn có làn da nhạy cảm. Với sự kết hợp giữa oxit kẽm 14,5% và titanium dioxide 2% giúp làn da được bảo vệ hoàn hảo và giúp người dùng có thể thoải mái hoạt động dưới ánh nắng mặt trời trong một ngày dài mà vẫn dễ chịu và không hề gây kích ứng da. Đặc biệt là khả năng chống nước và chịu được ở dưới nước lên tới 1 tiếng 20 phút và nâng tone nhẹ nên các bạn nữ có thể sử dụng để thay thế kem nền cho lớp trang điểm nhẹ nhàng. Tuy nhiên khi sử dụng sản phẩm có thể sẽ để lại một vài vết trắng nhẹ trên da nhưng chỉ là vệt trắng rất nhẹ. Alba Botanica Sensitive Mineral Sunscreen SPF 30 có giá dao động khoảng 260.000 đồng, tham khảo giá 199.000 đồng, Badger Sport Sunscreen SPF 35. Nếu nhắc đến sản phẩm kem chống nắng vật lý an toàn với làn da, thân thiện với môi trường thì Badger Sport Sunscreen SPF 35 là một cái tên không thể bỏ qua. Badger Sport Sunscreen SPF 35 bằng công thức kết hợp các thành phần khoáng chất lại có thể tạo ra một lớp áo giáp bảo vệ làn da hòa hảo trước những tác hại của ánh nắng mặt trời. Một điểm cộng nữa dành cho Badger Sport Sunscreen SPF 35 chính là khả năng chống nước 80 phút cùng chỉ số bảo vệ SPF lên tới 35. Tuy nhiên, nhược điểm của sản phẩm này đó là thời gian thẩm thấu mất khoảng 20 phút do loại kem chống nắng có độ dày hơn những loại kem chống nắng vật lý thông thường. Sản phẩm có mức giá rất phải chăng chỉ dao động trong khoảng 400.000 đồng nên phù hợp với túi tiền của nhiều người tiêu dùng. Tham khảo giá 407.000 đồng. Code Flawless Complexion Mineral Sunscreen SPF 50. Code Flawless Complexion Mineral Sunscreen SPF 50 là dòng sản phẩm đến từ Mỹ nằm trong top kem chống nắng vật lý tốt nhất mà bạn không nên bỏ qua. Ưu điểm vượt trội hơn cả của sản phẩm là chỉ số chống nắng SPF lên tới 50, đặc biệt trong Code Flawless Complexion Mineral Sunscreen SPF 50 sử dụng 20% kẽm oxit làm thành phần hoạt tính nên khả năng bảo vệ làn da tăng lên nhiều lần so với những dòng kem chống nắng thông thường khác. Sản phẩm không chứa dầu nên rất phù hợp cho làn da dầu hoặc da hỗn hợp thiên dầu, hiện nay giá của sản phẩm này dao động khoảng trên 800.000 đồng là mức giá tương đối cao so với mặt bằng chung, tham khảo giá 820.411 đồng. Burnout Eco Sensitive Sunscreen SPF 35. Sản phẩm thứ tư nằm trong top các loại kem chống nắng vật lý tốt nhất chính là Burnout Eco Sensitive Sunscreen SPF 35. Ưu điểm vượt trội của sản phẩm đó là công thức dịu nhẹ và không chứa dầu nên hoàn toàn phù hợp với làn da dầu hoặc siêu dầu.
Thiết kế dạng kết hợp với 18,9% kẽm oxit mang đến độ chống nắng hoàn hảo SPF 35. Chính nhờ sự kết hợp hoàn hảo trên mà khi sử dụng không bị để lại đốm trắng trên da dù chất kem khá đặc. Tuy nhiên bên cạnh ưu điểm thì thiết kế này đòi hỏi người dùng cần massage nhẹ nhàng và cần thời gian cho da thẩm thấu. Giá của một sản phẩm Burnout Eco Sensitive Sunscreen SPF 35 tương đối cao, khoảng trên 700.000 đồng. Tham khảo giá 723.375 đồng. Derma E Antioxidant Natural Sunscreen SPF 30. Derma E Antioxidant Natural Sunscreen SPF 30. Sản phẩm kem chống nắng vật lý toàn thân với chỉ số chống nắng SPF 30 và sử dụng 16% kẽm oxit. Công thức của sản phẩm này cũng không chứa dầu nên rất lành tính và an toàn cho mọi loại da. Da mặt và da toàn thân, điểm nổi bật mà mang lại đó là hợp chất chống oxy hóa trong thành phần giúp bảo vệ làn da khỏi sự tấn công và gây hại từ các tia từ ngoài. Lưu ý trong quá trình sử dụng, bạn nên bảo quản sản phẩm tại nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp và đậy nắp kín sau khi sử dụng. Hiện sản phẩm đang được bán trên thị trường với giá khoảng 600.000 đồng. Kem chống nắng Innisfree Daily UV Protection Cream SPF 35. Sản phẩm quen thuộc hàng ngày của mọi chị em phụ nữ, là một trong thương hiệu mỹ phẩm đình đám nhất nhì tại xứ sở kim chi. Kem chống nắng Innisfree Daily UV Protection Cream có thể xem là vật bất ly thân dễ dàng tìm thấy trong túi sách của các cô nàng. Với ưu điểm vượt trội trong công thức lành tính, không gây kích ứng đã giúp sản phẩm phù hợp với mọi loại da và sử dụng hàng ngày an toàn. Chỉ số chống nắng SPF 35 giúp làn da của bạn được bảo vệ liên tục trong vòng 6 giờ cùng sự kết hợp PA mang đến khả năng ngăn tia UVA trong 8 giờ. Sản phẩm mang đến khả năng thẩm thấu nhanh và không gây cảm giác bết dính và ngăn tình trạng bít lỗ chân lông hay gây mụn trên da. Kem chống nắng Innisfree Daily UV Protection Cream SPF 35 đang được bán trên thị trường với giá khoảng trên 300.000 đồng. Kem chống nắng Oven Very High Protection Emulsion SPF 50. Oven Very High Protection Emulsion SPF 50 là dòng kem chống nắng vật lý kết hợp hóa học đến từ Pháp và hiện đang rất được yêu thích tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Với chỉ số chống nắng vượt trội SPF lên tới 50, sản phẩm mang đến sự bảo vệ hoàn hảo cho làn da dưới tác động của ánh nắng mặt trời tới hơn 8 giờ. Thành phần của sản phẩm có khả năng bảo vệ làn da trước tác hại của tia UVA, UVB. Oven Very High Protection Emulsion SPF 50 được thiết kế ở dạng kem lỏng giúp sản phẩm thẩm thấu nhanh và sâu vào biểu bì da mà không gây bết dính hay các vệt trắng trên da. Hiện tại giá sản phẩm được đánh giá tương đối cao so với mặt bằng chung, tuy nhiên sản phẩm này có một điểm trừ khá lớn là về mùi hương. Sản phẩm có mùi hơi hắc như mùi thuốc tây nên gây khó chịu cho một số người. Tham khảo giá 225.000 đồng. Kem chống nắng Shiseido Perfect UV Protector SPF 53. Sản phẩm tiếp theo nằm trong top các loại kem chống nắng vật lý tốt nhất là một đại diện đến từ Nhật Bản. Sản phẩm cũng là sự kết hợp giữa thành phần chống nắng vật lý và hóa học giúp tăng khả năng chống nắng nhưng vẫn an toàn cho da. Công thức đặc biệt với các hạt ion đã mang đến cho sản phẩm ưu điểm vượt trội về việc thẩm thấu nhanh và đều trên da, tạo nên một lớp màng bảo vệ cực dày trên da. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có khả năng chống nước nên bạn có thể an tâm hoạt động trong suốt nhiều giờ liên tục. Để phát huy được hiệu quả công dụng của sản phẩm, người dùng nên thoa kem nắng 15-20 phút trước khi ra. Sản phẩm có giá khá cao, dao động trong khoảng hơn 1 triệu đồng. Kem chống nắng The Face Shop Natural Sun Eco Power Long Lasting Sun Cream SPF 53, vị trí thứ 9 trong top 10 kem chống nắng vật lý tốt nhất chính là kem chống nắng The Face Shop Natural Sun Eco Power Long Lasting Sun Cream SPF 53. Sản phẩm với chỉ số SPF 53 có thể giúp bảo vệ làn da trước tia UVA và UVB trong 8 đến 10 giờ liên tục. Sự kết hợp với tinh chất dầu hướng dương giúp sản phẩm không để lại các vệt trắng trên da sau khi thoa kem. Kem chống nắng The Face Shop cũng có khả năng chống nước không trôi khi bạn hoạt động dưới nước nên sản phẩm rất thích hợp sử dụng hàng ngày. Tham khảo giá 250.000 đồng. Kem chống nắng Anessa, ngoài những loại kem chống nắng ở trên cái tên cuối cùng được nhắc đến trong top 10 kem chống nắng vật lý tốt nhất là Anessa, thương hiệu đầu Nhật Bản trong 17 năm liên tiếp. Anessa mang đến khả năng chống nắng, chống tia UV hoàn hảo nhờ thành phần chống nắng công nghệ cao. Sản phẩm được thiết kế dạng lỏng nên vô cùng mỏng và nhẹ, không hề gây bết dính trên da.
Sản phẩm thích hợp với mọi loại da, kể cả da mụn và da nhạy cảm. Giá sản phẩm cũng được đánh giá hợp túi tiền của đại đa số người sử dụng, với giá dao động khoảng trên 500.000 đồng. Tham khảo giá 538.000 đồng. Trên đây là top 10 sản phẩm kem chống nắng vật lý tốt nhất mà bạn không nên bỏ qua. Hy vọng với những chia sẻ trên, bạn đã biết kem chống nắng vật lý nào tốt để bảo vệ làn da khỏi tác động của môi trường bên ngoài, đặc biệt là ánh nắng mặt trời. Link mua sản phẩm kem chống nắng vật lý mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu. Hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.